Gần 100 y bác sĩ hiện đang ở trong phòng mổ thực hiện ca phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự kiến sẽ kéo dài hơn 12 giờ trong ngày 15 tháng 7 năm 2020. Từ lúc 6 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị cho ca mổ đã sẵn sàng, hai bé được đưa vào phòng phẫu thuật. Đến 8 giờ 30 phút thì ekip phẫu thuật vẽ xác định đường mổ và chuẩn bị rạch da. Đến 9 giờ thì bác sĩ thực hiện đường rạch da đầu tiên để phẫu thuật tách rời cho hai bé. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, là trưởng ekip phẫu thuật đã rạch ra đường đầu tiên bắt đầu cuộc mổ. Sau đó, tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Dương, Bệnh viện Chợ Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh, là trưởng nhóm phẫu thuật tạo hình bắt đầu rạch ra cân cơ và mở bụng tách hai bé. Sau khi đường mổ tách được hoàn thành, nhóm bác sĩ phẫu thuật ngoại tổng quát tiếp nối thực hiện thám sát ruột và phẫu thuật chia đôi ruột. Cặp song sinh có chung đại tràng và đoạn cuối hồi tràng. Bên cạnh đó, hai bé cũng được phẫu thuật tách bằng quang, niệu quản, tử cung, âm đạo, buồng trứng. Theo bác sĩ Định, qua thám sát sau khi mổ ổ bụng, tất cả những dị tật của hai bé đều phù hợp với những dữ liệu hội chẩn trước phẫu thuật. Hiện tại trong phòng mổ chính duy trì nhóm 20-30 người một ekip. Các ekip mổ sẽ thay phiên nhau thực hiện các phẫu thuật chuyên sâu. Đây được xem là một trong những ca tách song sinh khó và phức tạp bậc nhất Việt Nam. Hai bé là con của sản phụ 25 tuổi ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, mang thai lần đầu, sinh ngày 7 tháng 6 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Cặp song sinh được xác định dính nhau vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, hai cơ quan sinh dục, một hậu môn. Hiện nay cặp song sinh đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 kg, với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường và đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên khoa cho cuộc mổ tách dính này, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 93 nhân viên, bao gồm hơn 60 y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện lớn như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Giấy, Chấn thương chỉnh hình, mắt, xuyên á và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.